Sau khi chiếc Galaxy S9 đầu tiên xuất hiện, mới đây thị trường di động Việt Nam ghi nhận thêm sự có mặt của Galaxy S9 phiên bản màu tím. Phiên bản này có tên là Galaxy S9 Lilac Purple hay Galaxy S9 tím tử đinh hương. Đây là một trong ba phiên bản của Galaxy S9 bên cạnh xanh san hô và đen huyền bí. Toàn bộ phần sau của máy được phủ bởi một màu tím nhẹ phớt theo ánh bạc, sở hữu màn hình kích thước 5.8 inch. Thế nhưng, cảm giác cầm Galaxy S9 trên tay vẫn nhỏ gọn và thoải mái. Điều này là nhờ công nghệ màn hình vô cực Infinity với phần viền màn hình phía hai bên gần như bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ phiên bản màu tím có được bán chính thức tại thị trường Việt Nam hay không.